Kick It hôm nay trở lại với hai trận đá banh rất là hấp dẫn và hào hứng. Và sau lưng của Eric là hôm nay có anh Mai Thi Thế và anh Buffon Hoàng Lộc. Ericsson. Đội của Ericsson rồi hả? À, ok. Rồi xin mời anh Thế có vài lời với bạn của mình đang coi. Mai Thi Thế xin gửi lời chào đến quý khán thính giả của chương trình Let's Kick It do Cinema Studio thực hiện. Lời đầu tiên cũng không quên chúc quý vị có một ngày tràn đầy năng lượng, vui vẻ và hạnh phúc cùng với gia đình trong những ngày cuối tuần của mình. Chào Eric Hiệp, chào Hoàng Long. Mời Hoàng Long. Hoàng Long nói cho Ericsson giờ Ericsson rồi không? Xúc động. Chào quý khán thính giả để hòa với cái tưng bừng của vòng 1 và 16 thì với cộng với cái nóng của California thì và những trận banh sáng nay thật là hấp dẫn, thì Hoàng Long trở lại với chương trình cùng với anh Thế và anh Hiệp. Ok. Trước hết mình cũng không quên cảm ơn các vị Mạnh Thường Quân đi anh Thế. Chương trình vẫn không quên cảm ơn hai nhà tài trợ chính của chương trình, đó là anh Nam là đồng đội của Buffon Hoàng Long ở đội New Star, là chủ nhân của Number One Auto Compressor đã tài trợ cho chương trình, và nhà hàng Favory của Tommy và Thảo cũng là hai người bạn rất thân của Eric Hiệp cũng tài trợ cho chương trình. Thì luôn luôn chúc các nhà tài trợ được thành công trong công việc của mình và luôn chúc sức khỏe. Thì chắc có lẽ là mọi người cũng nô nức chờ đợi sau khi hai ngày nghỉ để lấy sức và cũng có những cái công việc của mình cố gắng để cho công việc nó xong xuôi, suôn sẻ, mọi người có một ngày cuối tuần trở lại với cái không khí của Euro bằng trận đầu tiên của vòng 16, đó là đội tuyển Italy đương kim vô địch và đội tuyển Thụy Sĩ, một trong hai người ô của giải. Thì Hoàng có thể cho mọi người thấy cái cục diện trận đấu này giống như Hoàng nghĩ như thế nào em? Thì bước vô trận đấu ngày hôm nay thì hai ngày trước trong chương trình thì anh em cũng có nhận định là Ý có vẻ nhỉnh hơn. Và tin tức lan tràn trên mạng thì ai cũng nói Ý càng đá càng hay. Và người Ý theo như anh Thế nói đó là được vào trận đấu được cho là kèo trên. Thì trước khi nhập cuộc thì mọi người nghĩ là trận này Ý sẽ là đội dồn lên đánh phủ đầu. Nhưng mà trận đấu sẽ diễn ra khoảng 15 phút á, thì tất cả các bình luận viên trên các chương trình truyền hình á, và khán giả bị giống như hơi bất ngờ là bây giờ không biết đội nào là đội tấn công bởi vì Thụy Sĩ nhập cuộc quá hay. Anh Thế thấy như vậy không? Hoàng Long nói hoàn toàn chính xác. Tại vì trước khi vào trận thì đội tuyển Ý với tư cách là đương kim vô địch, và mặc dù là không thi đấu thánh thoát giống như ở hiệp đầu của trận đầu tiên trước trận đấu với Albania, thì đội tuyển Ý đã cho thấy họ có một thủ môn là cái điểm tựa vững chắc. Dù sao đi nữa là cái pha phối hợp đẹp mắt của những giây cuối cùng ở trận cầu với lại Croatia cho thấy rằng đội tuyển Ý vẫn có những cái bài món mà họ có thể là để giấu bài để đem vào ở vòng knockout. Thì cái điểm tựa là thủ môn Donnarumma, nếu mà về ở hai hiệp chính dẫn tới lượt đấu lung lưu thì có thể là điểm mạnh, điểm tựa vẫn là thủ môn. Nhưng với lối chơi mà mọi người cứ nghĩ rằng, có nhiều người giỡn cứ nói đội tuyển Ý hôm nay bằng áo đỏ, đúng không?
Em không nhớ. tại vì cái cục diện trận đấu cho thấy vô cứ thấy là đội tuyển Thụy Sĩ lại cứ đá nửa sân đội tuyển Ý, mà đội tuyển Ý không ngờ lại chịu đá thấp xuống rồi gồng mình để chờ phản công, nhưng mà ở trên hàng công thì Chi Xà vẫn là cái điểm sáng của hàng tiền đạo của đội tuyển Ý, nhưng mà không có tiền đạo mũi nhọn ở trong, không có một trung phong mà có thể là tì đè ngay cặp trung vệ của đội tuyển Thụy Sĩ, thì cho thấy rằng những đường tấn công biên hay là những tình huống mà ngôi sao của Chi Xà vẫn không thể nào mà đem tới một bàn thắng cho đội tuyển Italy, đội tuyển Ý, thì chắc có lẽ rằng sau những gì đội tuyển Thụy Sĩ đã thăng hoa ở vòng bảng và có một trận cầu rất hay trước đội tuyển Đức đang hừng hực khí thế, thì đội tuyển Thụy Sĩ vẫn bị đánh giá là dưới cơ đội tuyển Ý, nhưng mà những gì mà đội Thụy Sĩ đã thể hiện thì ta thấy là một dàn cầu thủ đã gắn kết trong nhiều năm qua. Ở cái giải trước thì họ đã quật ngã đội tuyển Pháp, thì họ xứng đáng là một chú ngựa ô tới thời điểm hiện tại. Hoàng Long, thì vào trận đấu đội tuyển Ý vẫn không quên là cơn ác mộng World Cup gây ra bởi đội Thụy Sĩ, thì cái người mà bị tâm lý nhất là Mourinho. Trận này lại không được sử dụng. Huấn luyện viên vẫn dường như là sau 4 năm rồi mà cầu thủ ấy vẫn còn bị tâm lý, cho nên dàn ban huấn luyện đã cất cầu thủ luôn, không cho ra đá luôn. Thì anh thấy nói là chia xa đó, nếu đá ở câu lạc bộ á, là được giao nhiệm vụ là cầm biên. Nhưng mà với cái tính theo nhận định của những người chuyên gia coi đá banh á, thì người ta nói là cầu thủ này có cái cá tính là không có thích chơi đồng đội nhiều và cũng đòi hỏi huấn luyện viên là cho mình được tự do và tự làm banh và tự ghi bàn, cho nên mà môn thể thao đá banh á là phải là đồng đội, cho nên hôm nay một mình một con én cũng không làm nên mùa xuân. Thì nói về để đưa tới cái bàn thắng thứ phút 13 đúng không anh thấy? Đúng rồi. Thì mình phải công nhận là cái cầu thủ Fuller của Đan Mạch trong một tình huống băng xuống rất là nhanh, nhưng mà khống chế bước một rất là chính xác, rất là chuẩn và đưa banh vào cái thế là để sút. Trong cái trước đó thì thủ môn Ý đã xuất sắc cứu được một bàn thua, thì không cái trình độ của thủ môn này thì không ai bàn cãi nữa rồi, nhưng mà với một cái pha sút cẩn thận của Fuller như vậy á, cho dù lực đi rất là mạnh, không thể nào cản phá được quả banh đó. Tại vì Hoàng Long và quý khán thính giả đều thấy rằng cái sự vắng mặt của Calafiori, một trung vệ rất hay, nhưng mà anh đã bị hai thẻ vàng, thì Mancini vào nhưng vẫn thấy đâu đó là cái sự thiếu vắng của Calafiori vẫn là một cái mất mát mà đội tuyển Ý ở trong một cái trận đấu mà có tính sống còn như vậy vẫn là một cái chỗ mà chỗ trống. Với lại nếu quý vị tinh tế thấy ở bàn thắng đầu tiên thì mình thấy rằng ngay khúc giữa sân mà khi hàng tiền vệ lui về, không có lui về kịp mà để cho cầu thủ số 8 của đội Thụy Sĩ băng ngang qua, cắt từ ở bên phải băng qua bên trái, mà cái bước một của anh lúc mà anh chịu trái bóng lại thì nó ngay tầm của ngay vô lê, ngay cái cú vô lê quá mạnh mà lại hơi đụng cái chân của cầu thủ Ý, nên cái hướng có đổi chút xíu. Nhưng mà ở tình huống, nếu mà tình huống đó mà không đổi đi nữa thì chưa chắc gì Donnarumma đã đỡ được. Tình huống đó là quá đẹp. Thì đội tuyển Ý mọi người cứ nghĩ rằng là sẽ dồn lên tấn công mà lại vẫn lối đá cứ chậm chạp, cứ tưởng là đội tuyển Ý đang dẫn 1-0, thì là vừa vào đầu hiệp 2 thì lại thêm một gáo nước lạnh nữa. Thì một bàn thắng mà với cái một Thụy Sĩ mà đang hừng hực như vậy,
ngay chốt trận giữa sân thì là cái sự tỏa sáng của cầu thủ, cựu cầu thủ Arsenal. Năm nay anh rất thành công ở Bayer Leverkusen thì cho thấy Saka vẫn là linh hồn của đội tuyển Thụy Sĩ. Bên cạnh các vệ tinh thì cái dẫn dắt và cái sự lối chơi rất thông minh và không ngại va chạm của Saka vẫn là một cái điểm sáng cho cái đội Thụy Sĩ, mà họ xứng đáng có một chiến thắng để vào vòng trong Hoàng Long. Đúng rồi, anh Thế nhắc cầu thủ người đội trưởng mẫu mực và rất là điềm tĩnh, và với cái thao trường bao nhiêu năm nay rồi thì cầu thủ cái kinh nghiệm cầu thủ này thì miễn bàn. Vào trận với sắc mặt của Saka khi mà vào trận đó, rất là sắc bén, khó cầu, nếu mà một cái cầu thủ mà kiểu mà còn non đó nhìn mặt thấy là đã thấy khớp rồi. Là anh vào trận banh anh điều khiển cả đồng đội, rồi cầm banh, rải banh rất là điềm tĩnh. Sau bàn thắng đầu tiên ấy, mọi người cứ nghĩ là Ý sẽ tràn lên để cân bằng tỷ số, nhưng người ta không thấy được sự tấn công mãnh liệt đó, cho nên nhìn thấy hàng hậu vệ và tiền vệ của Thụy Sĩ trận này chơi rất là dễ dàng. Không có những đường banh, người ta cứ đứng đó để chờ banh tới để ngăn chặn thôi, chứ không có một cái gì là đột biến từ đội Ý. Ngay một cái trận đấu then chốt như vậy mà thấy đội tuyển Ý sau khi được xếp cửa trên, nhưng mà họ mới vừa thi đấu có 5 phút thôi là họ được đánh giá là coi như là ngang ngửa với lại cái đội tuyển mà trước trận đấu đội tuyển Thụy Sĩ là cửa dưới khi mà được chấp 1/4 với banh, mà khi vừa đá mất cái 5 phút là kèo là hai đội là coi như là ngang ngửa với nhau, và đội tuyển Thụy Sĩ là coi như họ đã nắm thế trận rồi. Fuller hay, sự di chuyển thông minh, các cầu thủ đá hai biên rất hay, và những cầu thủ của đội tuyển Thụy Sĩ là những cầu thủ mà cách đây 3 mùa Euro, World Cup, Euro là trước đây họ đã vô địch U17 của thế giới, và những cái cầu thủ đó cho tới giờ này mặc dù mọi người cứ nói rằng là không có cái thế hệ để kế thừa, nhưng mà họ vẫn là những cầu thủ mà đất nước của họ luôn luôn đặt niềm tin. Bên kia chứng tiến là các cầu thủ mà nghĩ rằng là đương kim vô địch thì là vào cái tâm lý mà thoải mái, không có thoải mái khi mà họ phải gặp một cái đối thủ mà nặng ký, với cái tâm lý là phải gặp đá lại một cái đội banh cửa trên đương kim vô địch, nhưng cho thấy một Thụy Sĩ họ rất hay. Và cái mà mọi người cứ nghĩ rằng là cái trận trước với lại đội tuyển Đức đó là một cái trận banh mà họ đã chứng minh rằng họ không phải là đến với cái giải này vẫn là như là các đội bóng khác là vào tới vòng 16 hay là vòng tứ kết gì là đi về, nhưng mà với cái những gì họ đã thể hiện thì Mai Thị Thế nghĩ rằng là đội Thụy Sĩ có thể vào vòng trong mà có thể là vào tới tứ kết. Thì Thụy Sĩ sẽ chờ cái nhánh của Thụy Sĩ thì nằm ở bên nhánh của Anh. Bên Anh. Anh. Ừ, bên Anh. Phải chờ cái Thụy Sĩ là sẽ gặp cái trận thắng của Anh với lại Slovakia. Đúng rồi. Vậy là ngày mai là Anh sẽ đá. Ngày mai Anh sẽ đá với lại Slovakia và Tây Ban Nha sẽ đá với lại Georgia. Thì Thụy Sĩ sẽ chờ là một trong những ứng cử viên hàng đầu là đội tuyển Anh, kết quả của đội tuyển Anh và Slovakia. Dạ, với cái tinh thần của đội Thụy Sĩ hiện bây giờ mà với cái dàn cầu thủ của đội Thụy Sĩ chơi ở bên Anh rất là nhiều. Cho nên đội tuyển Anh nếu đội tuyển Anh mà vượt qua Slovakia ngày mai á thì vào trận với Thụy Sĩ cũng khó, khán giả cũng khó đó. Khó chứ. Đội tuyển Anh mà bây giờ mà đương kim vô địch, đương kim Á quân. Đương kim Á quân thì là với tư cách là được chọn là đội số 1 cho chức vô địch thì là gặp
Liệu nhưng mà đội tuyển Anh liệu ngày mai có qua nổi Slovakia hay thì không? Đó, thì cái đó là cái là đó tính. Vẫn còn bây giờ mọi người vẫn còn mở cửa. Yeah. Tại vì vô tới phòng 10, vòng 16 này là người ta cũng biết đá banh chứ đâu phải là không biết đá đâu, đúng không anh Thế? Dạ, yeah, chính xác. Đâu phải muốn ăn là ăn đâu, phải không? Tại vì bài miếng gì là phải phải đem ra hết. Yeah. Những bài miếng gì, những bài tủ, bài gì là đem ra hết. Chứ không phải là giống như đội tuyển Ý mà cứ giữ bài hoài. Giữ bài hoài tới lúc thua 1-0 vẫn giữ bài. Chắc có lẽ là ông huấn luyện viên Spalletti chắc khó có thể giữ ghế của mình. Thì mà mọi người cũng biết vòng 16 này đó, là dòng của sự toan tính và chiến thuật và sự hết sức discipline như là các cầu thủ phải tập trung rất là cao, kỷ luật rất là cao. Yeah. Phải theo đấu pháp của huấn luyện viên. Chính xác. Cho nên những cái trận đấu này mọi người sẽ có thời gian để ngồi mà thấy được chiến thuật của từng đội, của từng huấn luyện viên, cái nét đặc thù nào của huấn luyện viên nào. Dạ. sẽ được nhìn đúng thấy rồi. Ở vòng một bằng chứng là qua hai trận đấu ngày hôm nay là mọi người đã thấy được là với đấu pháp rõ ràng và không ngại đối thủ là đã chứng minh được là vào trận thì mọi người ai cũng như nhau hết, kết quả là sau 90 phút sẽ nói lên chứ đừng báo chí không thể nào đoán được. Nếu mà đoán được thì ai cũng nhưng mà đoán được là chắc mọi người chắc ngồi ở trên một cái cabinet nhỏ ở trên sân vận động để nhìn xuống chứ không phải là ngồi ở quán cà phê mà xem. Hồi hộp ha. Ai cũng có thể nói trước trận đấu mà quyền của mọi người. Nói chung là đôi khi có những cái dự đoán mọi người nghĩ rằng là điên rồ nhất nhưng mà nó lại là chính xác nhất. Mà có những người rất là rành rẽ về mặt đấu pháp chiến thuật hay là họ có cái nhìn rất hay nhưng mà họ vẫn đâu đó có những cái sai số rất là nhỏ nhưng mà nó cũng đem lại ảnh hưởng tới rất nhiều. Và có một cái điểm nữa là Hoàng Long và Eric Hiệp đều thấy rằng đó là sự may mắn. Nếu về may mắn thì là kém may mắn hay là có may mắn thì nó sẽ diễn ra ở trong cái trận Đức với lại đội tuyển Đan Mạch. Trận này có nhiều vấn đề để nói phỏng anh Hoàng Long. Thì Đan Mạch một mà người. Đan Mạch mà đụng với Đức hả? Một người mà rất là giàu tình cảm, luôn luôn thương yêu các bạn bè, những người xung quanh, những người lúc nào mà cũng vì mọi người. Chắc có lẽ tình cảm của một người mà thấy ngay ở show đầu tiên đó là nói về Ericsson thì vừa nói một cái là Hoàng Long xúc động liền. Chắc có lẽ là trận banh này Hoàng Long cũng có đặt cũng hầu như là tình cảm của mình vào cho Ericsson trận này phải không? Ericsson thì từ từ nói Hoàng Long. Trước khi anh muốn hỏi áo, cái áo của Hoàng Long hơi bị đẹp nha. Cũng vì Ericsson đó. Cũng vì Ericsson mà áo đó có bộ hơi đẹp rồi nha. Phải gửi overnight cho bằng được. Ericsson tặng em. Ok Hoàng Long, Ericsson. Giờ đổi qua là Ericsson, Hoàng Ericsson. Ok, rồi, tiếp tục. Thì bước vào cái trận Đan Mạch và Đức thì cũng như ba anh em trong cái show trước đã nhận định là Đức có đầy đủ yếu tố để thắng trận. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa và có cả va. Thì đã chứng minh được va là một yếu tố quan trọng để giúp đội Đức đi tới trận đấu ngày nay. Và sau khi trận đấu ngày hôm nay xong thì mọi người vẫn nghĩ là Đức vẫn được ưu đãi bởi tổ trọng tài. Dạ, anh va đó phải không? Anh va. Trận đấu quá hay nhưng mà có những tình tiết làm cho trận đấu bị giống như vung vỡ ra. Khán giả, cảm xúc của khán giả bị trùng xuống bởi những cái sự can thiệp về kỹ thuật quá nhiều. Có những tình huống mà dẫn quả trái banh mà ghi được từ của đội Đan Mạch vào lưới của đội Đức á, sau khi mà vào vòng 16 này đó, nếu mà đội nào mà vươn lên dẫn đầu á là tâm lý sẽ thoải mái. Và bây giờ cảm thấy một trận banh 90 phút á nó rất là lẹ. Thời gian trên sân á là nó cứ trôi mà
mà khi mà mình đã bị dẫn trước một bàn á, là tâm lý sẽ thay đổi. Nếu mà cái đội đó tâm lý không vững, các cầu thủ không vững, thì sau khi trái ghi bàn đó thì Hoàng Long nghĩ là Đan Mạch đã chiếm được cái, nói chung là tinh thần của các cầu thủ Đan Mạch đã lên và có thể sẽ giữ được tỷ số, hoặc là mọi thứ sẽ diễn ra khác. Đang hưng phấn. Đang hưng phấn. Thì đùng một cái lại xuất hiện va. Và khi mà va can thiệp, chưa trọng tài chưa quyết định, thì Hoàng Long nghĩ rằng là sẽ không công nhận bàn thắng. Yeah. Tình huống đó mắt thường hay là cái gì không được, nhưng mà quý vị chắc quý vị vẫn không quên là có những tình huống mà trọng tài bẻ còi, trọng tài không thèm check VAR luôn, ảnh hưởng tới cái cục diện trận đấu rất nhiều, như ở trận Hungary với lại trận Scotland mà trọng tài không thèm check VAR, không thèm trọng tài VAR ở trong, trọng tài VAR là có báo lại, trọng tài bẻ còi luôn. Nhưng mà có những cái mà trọng tài lại lắng nghe một cách rất là dễ thương. Thì chỉ trong vòng 3 phút cũng hai cái va mà làm cho tinh thần của đội tuyển Đan Mạch xuống. Mai Thi Thế nghĩ rằng là chắc có lẽ khi mà bị va can thiệp như vậy thì rất khó, khi mà đội tuyển, mặc dù đội tuyển Đức là có cái đang hừng hực như vậy, chưa hay thì đã lại có may. Ngay cả mưa, ngay cả tình huống mưa làm cho trận đấu gián đoạn lại, thì mình thấy có lẽ ông trời cũng thương Đức quá hả? Nhưng mà nói về cái sự gián đoạn bởi thời tiết thì thật sự cả đôi bên đều bị bất lợi. Đặc biệt là các cầu thủ trước khi ra trận người ta phải warm up rồi xong, nhưng mà tình huống mà mưa dông sấm sét như vậy để sự an toàn cho các cầu thủ thì ban tổ chức đã dừng trận đấu, nhưng mà cũng không ai biết là khi nào được trở lại. Rồi các cầu thủ sẽ vào phòng thay đồ để làm gì, lúc đó là sẽ bị nguội, cơ thể là đúng bị nguội lại, mấy cái cơ nó sẽ rồi lúc mà đang lạnh. Thường thường á thì theo các cầu thủ nói, trong những trường hợp như vậy, đặc biệt là trong giống như 15 phút nghỉ giải lao á, thì tất cả cầu thủ nhào vào phòng thay đồ liền, thì ban kỹ thuật sẽ đem ra phân tích những tình huống là trong vừa qua cái nào là được, cái nào không được, và mình sẽ khắc phục từ những tình huống không được để làm. Nhưng mà đối với những cầu thủ á, người ta bị khi mà bị nguội lại rồi trận đấu sẽ được trở lại, thì người ta cũng hỏi là không biết khi mà ra lại thì các cầu thủ sẽ được 15 phút để tập warm up lại hay không, hay là rồi ra khó bắt nhịp lại rồi ra sân rồi lại 10 phút sau lại nghỉ nữa rồi lại vô sân nữa, thì cái chất lượng trận đấu nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Thì không riêng gì đội Đức mà cả đội Đan Mạch khi mà bị gián đoạn như vậy, tinh thần thi đấu sẽ bị giảm xuống. Thì sau đó 10 phút vô lại thì mọi thứ nó đã xảy ra quá lẹ. Nhưng mà mình nói là cái thời tiết mà thiên thời địa lợi nhân hòa, quý vị có tin tới thấy ở bàn thắng thứ hai thấy có cái gì khác không? Ngay cái tình huống mà không có ngờ trái banh nó đập xuống, thay vì đập nước thường thường là nó chợt, banh nó chợt đi xuống kia. Mà không hiểu tại sao tình huống đó trái banh nó đập xuống một cái, thì đập xuống một cái tới lại đứng ngay cái chỗ đó luôn. Musiala tăng tốc. Có thể cái chỗ đó là dũng nước. Thì có cái dũng nước mà nó là không chợt, đập xuống ngay chỗ đó. Thì Musiala tăng tốc lên thì anh ghi bàn thứ hai là coi như là đã xong. Nhưng mà đội tuyển Đan Mạch khi mà mọi người hụt hẳng ở trận đấu mà Ý cũng bị dẫn 2-0, thì cho thấy một đội tuyển Đan Mạch vẫn là một đội bóng kiên cường và họ thi đấu rất hay. Bàn thắng không đến với họ, vẫn thiếu đi một tiền đạo mũi nhọn khi Højlund không tận dụng được cái cơ hội của mình. Nếu mà ở tình huống 2-1 thì diễn biến trận đấu sẽ khác. Nhưng mình với chiến thắng này, mặc dù là cũng có một số tranh cãi, nhưng mà Mai Thi Thế nghĩ rằng đội tuyển Đức thì họ xứng đáng để vào vòng trong, mặc dù là trên cái sự chiến thắng của họ nó có một cái vết gì đó nó không đẹp.
Nhưng mà Mai Thế nghĩ rằng trong bóng đá mà những cái gì xảy ra như vậy, nó là một phần của bóng đá, mình phải chấp nhận cuộc chơi thôi. Ericsson có khóc không vậy Hoàng? Ericsson á, dĩ nhiên là tất cả buồn. Chắc buồn chứ anh. Vậy bởi vì sau cái mùa giải này thì em nghĩ là Ericsson sẽ retire để nhường lại cho thế hệ trẻ. Giống như anh Thế vừa nói đúng, mình bỏ hết cái tâm của mình vô một trận banh mà mình thấy có những cái mà không có công bằng. Nói gì công bằng thì cũng khó cuộc sống này không có gì mà công bằng hết. Nhưng mà đúng không, đức thắng xứng đáng, mình phải công nhận hai thủ môn hôm nay chơi rất là hay. Tất cả hai thủ môn đều hay rồi. Neuer thì quá hay rồi. Neuer thì hay quá. Anh ra thì anh tổng chốt chẳng đáng tin cậy. Dạ đúng rồi. Thì nếu mà nói về thủ môn xuất sắc cho tới hiện bây giờ đó, xuất sắc ở đây là mình cũng phải có những cái công đóng góp vô cái chiến thắng của đội, mình phải cứu được banh chứ không phải hàng hậu vệ giỏi quá mà banh không đụng mình. Một suốt mùa giải mà mình chưa đụng được cái banh nào hết mà đội mình cứ thắng hoài đó, thì cái đó không thể nào gọi là thủ môn xuất sắc. Thì... xuất sắc chứ. Xuất sắc nhưng mà tới hết giai đoạn một đó, nhưng mà thủ môn xuất sắc vẫn không, một cái tên rất là xa lạ. Thủ môn xuất sắc là thủ môn là của Chocha. Anh cao 1m98, gần 2m. Thì cản phá nhiều đường banh. Nếu quý vị chưa có dịp mà để ý cái đó thì đây ngày mai, đây những trận đấu với Tây Ban Nha sẽ là cơ hội để cho thủ môn Chocha tỏa sáng. Thủ môn của Chocha đã từng vào lưới nhặt gần 10 trái banh của đội tuyển Tây Ban Nha, đã thi đấu ở vòng qualify, nhưng mà biết đâu được ngày mai liệu thủ môn Chocha lại một lần nữa làm nản lòng các chân sút của đội tuyển Tây Ban Nha hay không. Thì chắc có lẽ là mời Hoàng Long sẽ nói về trận thư hùng của đội tuyển Anh ngày mai, tại vì không có Danny Huy ở đây chắc có lẽ. Ồ, mai Huy không làm trận Anh. Bữa nay mình Huy không biết mai có coi hay không, nhưng bữa nay mà nói tới đụng tới đội tuyển Anh của Danny Huy thì chắc anh ấy nó cũng đôi khi cũng hơi bức xúc rồi. Nếu mà mai Huy không lên thì anh lên anh nói ngược lại á. Đúng rồi. Mai Huy thì, có muốn cái gì thì mai trước, Huy cứ lên chương trình. Trước khi đi vô hai trận ngày mai thì Hoàng Long cũng muốn xoay lại một cái tình huống là tại sao VAR can thiệp vào bàn thắng thứ nhất của đội Đức, thì banh đã chạm tay một hậu vệ, thì luật thay đổi liên tục và thì quyết định vẫn là do trọng tài. Rồi có những tình huống tranh cãi nào là trái banh nó tìm tới cái tay mình hay là cầu thủ cái tay đã vung ra trước để cố tình cản phá banh, thì cái đó bây giờ có VAR quay lại, trọng tài thấy được một cầu thủ trên sân khi mà di chuyển bằng những cái động tác lên trên không chiến, thì tay mình vẫn có những cái tư thế để mình cân bằng cơ thể, chứ không phải là bây giờ bay kẹp hai cái tay lại xung đột thì thể thao mà mình những vung nhẹ. Bây giờ cứ tranh cãi thì vẫn sẽ là có tranh cãi, banh tìm tay hay là tay tìm banh. Bây giờ quay lại World Cup, vòng loại World Cup 2010 khi mà Pháp và Iceland rồi anh thấy. Pháp Iceland. Tỷ số lúc đó là 1-1, mà trận đó ai thắng thì sẽ được tấm vé đi. Thì Henry dùng tay mà banh hai lần Ireland. Đụng banh rồi xong rồi cái tay mới chĩa ra đưa cho banh đi về hướng phía trước, giống như là bước bộ tình, tình huống của chắc mọi người mà yêu thể thao vẫn không quên. Cảm ơn Hoàng Long đã nhắc lại một cái tình huống mà tới giờ này ngay cả Henry vẫn nói mà tôi sẽ làm bằng mọi giá để đưa đội banh đất nước của tôi để vào. Henry banh hết biên hả? Lấy cái tay hát. Dùng tay. Nhưng trong mà bóng đá mà. Sau trận đấu thì Henry có xin lỗi. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự theo Hoàng Long nói, những cái tình huống đó mình nên cho qua. Không phải là những gì hay lắm về nếu nói về tinh thần thể thao. Thì bây giờ vẫn còn đưa ra những cái hình ảnh mà
một cầu thủ nhảy lên dùng tay đập banh vào lưới rồi đó, với hâm mộ vẫn cho đó là chiến công, chiến thắng. Nhưng mà đối với Hoàng Long, một cầu thủ chiều cao lại thấp hơn thủ môn, khi mà lên không chiến thủ môn lại được hai cái tay nữa, mà cầu thủ đó lại làm sao đó để cho banh vào lưới, thì sau này mọi người có đặt đó là bàn tay của Chúa, thì Chúa vẫn đưa lên thánh, để thánh, coi như nói đó là huyền thoại, đó là những gì mà. Nhưng mà đối với Hoàng Long thì nếu mà mình dùng tiểu xảo mà mình thắng được đối phương đó thì không được, không hay ha, không có phục, không phục. Nhưng mà cái đó cũng là một cái những gì mà Mai Thế đã nói, nó là trong bóng đá mà nó có nhiều cái mình không chấp nhận nhưng mà mình phải chịu, thì họ có thể là đem vinh quang gì cho đất nước của họ mà. Nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương mà, phải không? Biết sao bây giờ, thì đối với cái tánh của Hoàng Long mà người thì thẳng như là ruột ngựa, nhưng mà gặp mấy cái này thì chắc cũng hơi khó ngủ. Bút xúc chứ, bút xúc đúng không? Bút xúc, bút xúc, bút nút, bút xúc, bút nút rồi giật này nọ, nhưng mà chịu thôi. Trong đá banh nó là như vậy. Thì đúng rồi, thì sau này em vẫn kết luận sau mỗi game như vậy, em nói đó là game gài. Yeah, game gài, đó là game gài. Có những người mà chẳng hạn như là cái phản xạ tự nhiên của họ là cái gì đó mình không nói. Nhưng mà có những người mà cố tình mà để làm một việc gì đó mà để cho làm qua mặt, chẳng hạn như là ban tổ chức hay là ban mặt trọng tài hay là qua mặt các đồng đội của mình, mặc dù bên kia có những người đồng đội câu lạc bộ của mình là này nọ, thì cái đó sẽ bị ám ảnh hoài. Mà ngày nay mà ở trong cái công nghệ thông tin nó phát triển đầy dẫy như vậy thì thôi, coi như mình chỉ cần một cái phút thăng hoa như vậy, nhưng mà cả đời mình đôi khi có nhiều người bị ám ảnh. Bị ám ảnh đó. Dạ, ám ảnh chứ. Có nhiều người mà bị sốc luôn. Có nhiều người vì cái đó mà còn chơi không được, vì cái đó mà cái họ đang trên cái đà thăng tiến, nhưng mà chuyên môn của họ là bị nhiều lúc nó bị ảnh hưởng rất nhiều. Bởi thì, anh thấy nói cái vấn đề này nó là một cái vấn đề giống như người ta gọi gì, muôn thuở. Đề tài muôn thuở. Gian lận đủ thứ, tuổi tác. Cái vấn đề gian lận tuổi tác để được thi đấu trong một cái giải nào đó thì đó là vấn đề không thể chấp nhận được. Bởi vì mình gian lận mà mình thắng được, mình cũng không có cái gì đó mà danh dự được, cho nên không hay không hay thôi. Nếu mà nói về anh gian tuổi tác thì chắc Hoàng Long biết nhiều cái vụ mà ở bóng đá địa phương, bóng đá địa phương, bóng đá ao làng của mình đúng không? Cái đó là nếu mà nói về đề tài đó, hôm nào mình làm một cái show về vấn đề đó đi. Chắc cái đó mình sẽ làm để mình nói chung là bóng đá đẹp mà. Đưa bóng đá đẹp trở lại. Ngày nay bóng đá đẹp trở lại, với lại Hoàng Long về nói về vấn đề tuổi tác thì Mai Thị Thế cũng mới vừa nghe tin một đồng đội của mình là Hùng đá cho Hòa Hiệp, Hùng Kém là mới bị stroke. Thì mới ngồi ở quán cà phê Giao, Sài Gòn cà phê của Hòa, mới xem thì Tuấn, hôm nay là birthday của Tuấn, happy birthday anh Tuấn của Hòa Hiệp. Thì Tuấn mới vừa nói là Hùng bị stroke. Wow, nghe tin cũng như sét đánh ngang tai. Hùng là lúc trước là cũng một trong những tiền vệ trụ hay của Nam Cali, nhưng mà sau một thời gian lớn tuổi bởi con cái gia đình nên không có ra chơi nữa, nên sau này sức khỏe cũng yếu. Thì rất mong quý vị, mặc dù là vì cơm áo gạo tiền, nhưng mà cũng dành cho mình thời gian để tập thể dục. Hay là nếu mà mình không chạy nhanh được thì mình cứ chạy lúp xúp, hay là mình có những cái động tác mình tập thể dục cho trong ngày để cho nó khỏe. Thì ekip làm việc chương trình cũng mong quý khán thính giả luôn luôn có sức khỏe và sống yêu đời, yêu người, làm cho cuộc sống nó vui vẻ, tốt đẹp hơn. Ok, Hoàng Long, ngày mai trận Yên Linh với trận đầu tiên 9 giờ. Bây giờ mình nói luôn cho khán giả biết là sau hai trận đấu ngày hôm nay đó, thì đội tuyển Thụy Sĩ thắng đội tuyển Ý thì là ngồi đó chờ cho kết quả của trận Anh và Slovakia. Nếu cái cặp đó nếu mà ai thắng thì sẽ vô đụng Thụy Sĩ.
Còn bên cái nhánh bên nhánh A đó, Đức đã thắng Đan Mạch rồi thì Đức sẽ ngồi chờ cho cái trận đội thắng Nha. Trong trận Tây Ban Nha và Georgia ngày mai. Yeah. Thì ngày mai sẽ có hai trận Tây Ban Nha và Georgia và Anh và Slovakia. Trận Anh và Slovakia sẽ diễn ra lúc 9 giờ. 9 giờ sáng. 9 giờ sáng. Như vậy mình muốn bàn luận về hai trận đấu hay là mình đợi xong game rồi mới bàn luận? Thì chương trình ngày hôm nay thì mình sẽ nói về hai trận đấu của ngày mai. Thì chắc có lẽ là không có Danny Huy, nhưng mà xin phép Huy là Hoàng Long với lại anh Thế sẽ nói về chút xíu về cái đội bóng của Danny Huy yêu thích, đó là đội tuyển Tam Sư Anh. Mặc dù là đến giờ này đội tuyển Anh vẫn chưa thể hiện được một cái lối đá mà mọi người rất là mong chờ, khi họ có một dàn hảo thủ và đội banh, cái trị giá của đội tuyển tuyển Anh là gần 1.5 tỷ bảng, quá trời, nhưng mà các cầu thủ lại thi đấu lại không có xứng đáng cái giá cái trị, không có mạch lạc, không có những cái đường tấn công hay là những cái cách sử dụng mà của ông huấn luyện viên Southgate, vẫn cho thấy các cầu thủ của mình trong tay ông có rất nhiều các hảo thủ nhưng mà ông vẫn chưa sử dụng được. Các cầu thủ lại dẫm chân lên nhau, các cầu thủ nổi tiếng vẫn chưa có một cái vị trí như những gì họ đã thể hiện câu lạc bộ. Thì chắc có lẽ sau khi Phil Foden trở lại bảng doanh của đội tuyển Anh thì mọi người cũng rất là thở phào khi anh đã kịp về để chứng kiến là người bạn gái của mình cho đứa con thứ ba chào đời. Thì liệu có thể là Manu sẽ vào trong đá ở vị trí tiền vệ trung tâm hay là Phil Foden anh có một cái vị trí ở biên mà khi anh đem bóng vào ở ngay khu vực trước vòng 16m50 thì những cái đường cứa lòng của thương hiệu của Phil Foden mà mọi người đã chứng kiến ở giải Ngoại hạng Anh thì đến giờ này mọi người vẫn trông chờ. Thì chắc có lẽ là Hoàng Long là cái người mà theo dõi giải Ngoại hạng Anh thì là rất rành về các cầu thủ của đội tuyển Anh, nhưng mà tới giờ này họ vẫn chưa có phô diễn một lối đá đẹp ha Hoàng Long. Thì sau khi gián đoạn phải chia tay đội để về với gia đình xong, cầu thủ đã kịp thời trở lại. Thì đối với Hoàng Long thì sự gián đoạn này với một cầu thủ chuyên nghiệp đã từng được tập dượt cái tố chất thể lực thì không miễn bàn, mình không bàn. Cho nên đối với Hoàng Long, Foden đi nghỉ một ngày trở lại thì nó không có gì thay đổi, sẽ không có gì thay đổi. Và biết đâu tinh thần hưng phấn sau đứa con chào đời, cầu thủ trở lại sẽ thi đấu hay hơn. Ở vòng bảng thì Phil Foden vẫn là một cầu thủ rất là hay, và chỉ thiếu may mắn thôi. Có những quả sút vẫn sở trường, vẫn đem được cái tài năng của mình, những gì mình đã thể hiện ở câu lạc bộ vẫn đem vào đội tuyển và không có một sự khác biệt. Đó là cái hay của Phil Foden, và Phil Foden là một trong những kỳ vọng ở trận ngày mai gặp Slovakia. Còn về vấn đề sức khỏe của một vài cầu thủ Anh do truyền thông cũng thổi phồng lên. Thứ nhất thì mình nghĩ cũng có thể là một vài cầu thủ đã cài ải sau một mùa giải ở câu bộ. Bây giờ quay lại thì tiếp tục cài ải để gánh đội thì cũng có bị quá tải đó. Rồi nhưng mà cầu thủ mà người ta có chế độ ăn uống, chế độ tập luyện và dưỡng coi như là không thể nào mình có thể tưởng tượng được. Cho nên đó, vấn đề đó không ráng bận tâm. Có thể là những cái chiêu trò đưa lên để cho đội đối phương thấy được là ngày mai cầu thủ đó là con át chủ bài của đội mà không được ra sân, tung quá mù đó. Thì đừng theo truyền thông nhiều quá, mình nên theo dõi truyền thông về những cái tin tức tích cực. Còn những cái giống, nhưng mà đối với trường hợp của Luke Shaw đó, cho dù bây giờ có khỏe mà đưa lại đội tuyển cũng khó mà bắt nhịp, tại vì cầu thủ này đã bị thương từ câu lạc bộ rồi mà được huấn luyện viên lựa chọn đi á, là cũng là một sự mạo hiểm và được bị giới khán giả và truyền thông chất vấn rất là nhiều, họ không biết sao. Nhưng mà
để Luxor được ra sân ngày mai đó vẫn là dấu hỏi. Và cuộc họp báo mới vừa diễn ra khi mà Hoàng Long chạy xe lên đây đó là biết được đó là vẫn đối với huấn luyện viên Southgate thì Luxor vẫn chưa có đủ thể lực để thi đấu ở dòng ở những dòng này. Ồ sao Mai Thế Thấy nghĩ rằng sao huấn luyện viên Southgate ông không dám mặc dù ở vị trí hậu vệ biên trái thì là tới bây giờ thì chỉ có Trippier là anh thi đấu ở bên phải. Anh qua anh thi đấu đúng ở biên trái, anh thi đấu tròn vai thôi chứ không phải, mặc dù anh thi đấu hay nhưng mà cũng không phải là vị trí sở trường của anh. Tại sao ông huấn luyện viên ông không dám đá ba trung vệ ta? Ông sử dụng ba trung vệ thì là hai tiền vệ biên có thể khi mà bị tấn công thì họ lùi vào, họ bóp lại thành một cái hình khung như vậy cũng chắn trước, rồi xong ở trước mặt thì là để có là Darren Rice hay là Manu. Còn nếu mà ông không muốn ông muốn sử dụng là Kyle Walker là cùng đá trước, Trent Arnold đá trước, ông muốn là ông không muốn những cầu thủ đó là ngồi dự bị thì tại sao ông không đá kiểu đó? Cái đó là cái kinh nghiệm mà cái hạn hẹp của mình thấy được là mình cũng là cái người chơi đá bóng mà những cái tài năng của đội tuyển Anh như vậy thì hiện nay bây giờ họ không còn đá kiểu mà hai trung vệ nữa, họ có thể đá ngang với nhau chứ không phải là người trước người sau, hay là sau này họ có đá ba trung vệ dân ngang mà hai hậu vệ biên hay là hai tiền vệ họ lên tham gia tấn công thì họ lên, nhưng mà họ về cái đôi cánh của đội tuyển Anh thi đấu như vậy cũng vẫn thánh tốt hơn Hoàng Long. Cái đó thì cái một cái ý kiến nhỏ của những cái kinh nghiệm mà của Thái Thái thôi. Tại vì ông nếu ông sử dụng như vậy thì mặc dù John Stone thi đấu rất hay, Guhi cũng rất hay, thì ông có thể ông sử dụng Walker đá trung vệ vẫn được nha. Ở Manchester City Walker nhiều lúc có thế vô đá vô trong cũng vẫn được. Kyle Walker cũng rất hay. Thì cái đôi cánh ông có thể ông sử dụng như vậy thì là để cho Trent Arnold ra biên gì chút xíu. Thì ngay ở giữa trước mặt đó là vẫn là Manu với lại Rice. Ở trên thì dĩ nhiên là chắc vị trí số 10 đá hộ công dẫn dắt lối chơi vẫn là Bellingham. Nhưng mà tới giờ này, mình thấy nghĩ rằng cái vị trí mà Bellingham thi đấu trong 3 trận vòng bảng vừa qua vẫn không hay bằng Phil Foden và những gì anh đã chơi ở cấp câu lạc bộ. Nếu ông mạnh dạn, tại vì cái tên thì là cái Bellingham thì là quá lớn để cho ông sử dụng ngay vị trí đó, nhưng cho thấy rằng ngay vị trí sở trường như vậy nhưng mà hai tài năng bị giảm chân với nhau thì là rất uổng. Hoàng Long thì thấy sao? Thì ý kiến mình coi, mình thấy, mình nói gì đó, nhưng đối với Hoàng Long thì chiến thuật vẫn là chiến thuật của huấn luyện viên. Người ta giỏi hơn mình rất nhiều. Mình ngồi mình có thể ý kiến, nhưng mà đó là ý kiến mình có quyền mà. Nhưng mà sau vòng bảng có vẻ đội Anh đã không mang tới được cái sự kỳ vọng của khán giả. Thì hãy chờ vào ngày mai. Trận đấu ngày mai sẽ nói lên tất cả. Là sau những ngày nghỉ ngơi, rồi huấn luyện viên, ban huấn luyện, cầu thủ đã làm việc với nhau để chiến đấu thế nào để cho lấy lại lòng hâm mộ của các khán giả hâm mộ. Phải chờ để coi ngày mai ông có sự chỉnh sửa gì về mặt đấu pháp và con người hay không. Mời Eric Hiệp. Không có thấy nói gì hết, nhưng mà thấy cái áo anh Thế là anh Thế ngày mai là mình sẽ theo anh Thế Tây Ban Nha all the way đó nha. Tây Ban Nha thì mình nói chút xíu về trận Tây Ban Nha chắc chắn mai, là Tây Ban Nha là mình sẽ không bỏ qua đâu. Anh Hiệp có cái áo Tây Ban Nha mà máng trên ghế không lấy mặt vô, bây giờ là cũng xa cái ghế lắm rồi, cái cũng xa cái ghế lắm rồi. Cái áo đó là bé Danny Huy đã thuộc về Danny Huy là backup ha.
Backup có nghĩa là có England có chuyện gì thì Dan Huy sẽ khoác vô cái áo Spain. Nhưng mà vấn đề tâm linh đó, em thấy những cái áo mà máng lên ghế đó, giống như là phơi áo, em cũng ngại lắm. Đúng rồi, phơi áo. Ra sân rồi nói chứ có kiêng có lành mà. Cái này là sự thật nha. Mà thì thế hồi trước lúc mà đá banh hồi nhỏ là đã theo dượng, theo chú, rồi theo những người mà đá banh lớp trước á, mình thấy họ cúng sân, mình thấy họ kiêng cự, chẳng hạn như trước khi đi ra xe gặp những người mà có bầu chẳng hạn, hay là họ gặp những người may mắn, hay là trên cái xe ngồi mà để cái người nào mà có cái mạng cầm quân đó, họ lên trước, họ ngồi trước, thì là cái trận banh rất là suôn sẻ. Chẳng hạn như cái này là chuyện có thật, ở lúc xuống Tây Ninh đá banh, cứ hai đội đá mà xe đội nào vào trước là đội đó thua. Xe đội nào vào trước là đội đó thua. Có một lần mà đá với lại Đồng Nai thì đội Thuận Hải của Thế cũng vừa tới, vừa nhóm tới. Thì mình không biết vô chứ không mà thấy xe vừa vô. Thì lúc đó chú Mảnh, quý vị ở Phan Thiết Thuận Hải mà có biết là biết chú Mảnh là đó lái xe cho Sở Giáo dục và Thao Thuận Hải. Chỉ cần dừng lại chút xíu thì cái đội kia thấy mình dừng lại, đội đông nó thấy dừng lại cũng vẫn không vào, cứ chạy ngừng chờ, bên này cũng vẫn chờ, cuối cùng vô mình thắng. Cái đó là tâm linh là có thật. Còn mình đi ra mà hồi trước mà mấy chú mấy anh mà mình ngồi trên banh, nhưng mà trận nó què không, trận nó thắng chứ. Anh vô sao? Vô sao, chờ ông vô trước. Không kịp, chờ trước. Đức thắng. Rồi xong đội Xuân Lộc Đồng Nai là thời đó mà nói về mà A2 là Xuân Lộc Đồng Nai mạnh lắm đó chứ. Thời đó là họ là dân làm cao su. Mình nói đây chắc có lẽ là anh Nghi, anh Trương, những cái người mà đá, những đàn anh mà đá cho Long An hay là anh Thảo đó cho Đồng Nai, Bình Dương, rồi mấy người đó họ biết những cái đó lúc đó, thời đó rất mạnh. Nhưng mà vấn đề tâm linh là có. Chẳng hạn như là mình ra sân một cái vỏ banh đó, ai ngồi lên trên cái banh là chẳng có đá nặng nề lắm, đá hoài đá không vô. Hay là đá vô mà vỗ cột bùm vỗ ra cái là chẳng banh đó rồi, coi như là xui. Cái đó là có thật. Cái đó là nói vấn đề tâm linh hay vấn đề mà mình cái đức tin ở trong thể thao chắc có lẽ là có. Thì ngày mai trở lại với trận đấu ngày mai mà mọi người nghĩ rằng là sau những gì Tây Ban Nha đã thể hiện, Tây Ban Nha là đội bóng duy nhất trong tất cả các đội mà chỉ có 3 chiến thắng. Mặc dù ở trận cuối cùng là đưa ra đội hình 2 mà vẫn có một chiến thắng nhẹ nhàng 1-0, vẫn đủ cho thấy rằng Tây Ban Nha với đến với bất cứ một giải đấu nào vẫn là tâm thế là một đội banh cửa trên. Lúc nào là cũng cái quyền giữ bóng của đội Tây Ban Nha lúc nào cũng là rất cao, cái 70, 75, 80% một đội bóng mà cầm banh nhiều. Nhưng mà trong những lần trước thì có thể là Tây Ban Nha nghĩ là rất khó để tìm ra một tiền đạo mũi nhọn, một tiền đạo chủ lực mà để ghi bàn. Thì ngày nay Tây Ban Nha ngay khu vực giữa sân thì Petri và Cundego là hai cầu thủ thi đấu rất hay, Fabian cũng rất hay, và họ trong cái lối chơi của họ, họ thăng hoa trước cái đôi cánh hai cầu thủ, một bên là biên trái là Willem, một bên biên phải là Zama, và ở trên vẫn là Mai Thế nghĩ rằng vẫn là tiền đạo mũi nhọn Morata. Trong một cái giải mà Morata đã nổ súng rồi thì những gì mà đội tuyển Tây Ban Nha đã có những đường lên bóng ở hai biên đẹp tuyệt vời, thì những đường căng ngang hay là những cái đường mà truyền sau lưng, truyền lật lưng trung vệ, thì là cái sự chạy chỗ của Morata. Mai Thế nghĩ rằng đội tuyển Tây Ban Nha sẽ có một trận ngày mai mà là cho mọi người xem rất là mãn nhãn trước một hiện tượng, đó là Châu Trà Hoàng Long. Thì giống như anh thấy, em đồng ý với anh thấy là Châu Trà sau trận thắng Bồ Đào Nha ở vòng bảng trận cuối, thì đối với Hoàng Long khi mà xem lại trận banh đó thì có thể cũng chỉ là toan tính của giữa hai đội thôi. Cho nên
cửa trên vẫn nằm về Tây Ban Nha, và ngày mai biết đâu sự hưng phấn của chó cha có thể làm nên bất ngờ, nhưng mà bất ngờ đó chắc cũng khó có thể xảy ra. Thì mình cứ trông chờ thôi. Bây giờ dự đoán những bàn tính, những thống kê đó là lịch sử rồi, còn những gì xảy ra ngày mai trên sân mới là thực tế. Đội banh mà tới giờ này làm cho mọi người có nhiều cảm xúc nhất, đưa mọi người từ cái cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác, đó là đội banh Châu Trà. Đội banh Châu Trà thì một trận banh mà lần đầu tiên ra biển lớn và thi đấu gì thì quá xuất sắc. Năm nay nhiều khi bận rộn không có coi á, thì cuối cùng gần tới giải em nhìn lại danh sách em nói chó cha hồi xưa giờ khi mà đi thi đấu vòng loại là đội lót đường thua 10-0, 12-0 là chuyện bình thường. Nhưng mà năm nay tự nhiên nhìn lại thấy các đội vào thì có Châu Trà. Thì coi lại lịch sử, coi lại dân số này nọ thì một đất nước rất là nhỏ, 3 triệu 7 dân số thôi. Nhưng mà có một đội banh đi thi đấu trong một cái giải rất là lớn như thế này. Liệu ngày mai Mama Davili, thủ môn của đội tuyển Châu Trà có thể xuất thần cứu thua hay không, hay là một cầu thủ mà không ngờ là dẫn đầu vua phá lưới ở và có tên ở trong đội hình tiêu biểu để dẫn đầu 3 bàn thắng ngày hôm nay thì Musiala đã có một bàn thắng để cân bằng, nhưng mà vẫn hơn cầu thủ của đội Châu Trà một bàn một trận đấu. Thì ngày mai liệu có thể là một đội bóng mà được đánh giá rất thấp, một đội bóng mà mọi người cứ nghĩ rằng là vào đây là để lót đường, nhưng mà mọi người cho thấy rằng những gì Châu Trà đã thể hiện thì là cái giải châu Âu tới thời điểm hiện tại không có cái khoảng cách quá lớn giữa một cái đội lớn và một cái đội bé, phải không Hoàng Long? Ok, đó là tóm tắt cho... Nhưng mà trước khi anh Hiệp nói, xin ngắt lời anh Hiệp là dự đoán trận Anh và đội Slovakia, trận đấu giữa đội Anh và đội Slovakia tỷ số như thế nào? 2-1. Cái này Eric đoán sẽ trở thành 2-1, anh sẽ thắng... 2-1 Slovakia thắng à? Cũng phải nể mặt anh lên chút xíu chứ mấy anh có 2-1 cũng không mạnh dạn lắm, không mạnh dạn. Nhưng mà tại vì biết sao không? Tại vì những cái video vừa rồi đó có nhiều bạn comment cho Eric nói là từ đầu show tới giờ cứ theo lời của anh Thế Huy Hoàng với Eric thua te tù, đã nói là ủa cho trên đây đâu phải cho hot tip đâu mà cứ theo tụi anh nó tụi anh chỉ nói theo một cái tính cách mình chỉ nói về tương quan lực lượng thôi, con người đóng pháp như thế anh nào Hiệp, thôi Hiệp, còn cái kèo chấp là chèo nhà cái. Có một chi tiết rất là nhỏ mà em nói không ai để ý là em để ý rồi, em mặc áo đội nào thì đội thua. Cho dù em có ủng hộ đi nữa mà mọi người đừng có theo. Quên có mấy bạn có message Eric gọi là nó có coi những cái talk show của bên Let's Kick It, thì người ta nói thì anh em mình nói thì cũng ok lắm, nhưng mà nên bỏ thêm những hình ảnh vô để cho nó sung hơn, nó cho người ta coi, người ta thấy cảm thấy nó hấp dẫn hơn. Nhưng mà thì theo Eric nó kinh nghiệm của Eric á, cái đó là không được rồi. Dạ, cái đó là không được các bạn ơi. Tại vì bên chỗ nào chứ bên Mỹ này là mình lấy hình ảnh của người khác, hay là mình chỉ dùng một chút xíu, không có một chút xíu thôi, mình bỏ lên là mình sẽ bị copyright. Tại vì tụi em làm chương trình đang ở California. Dạ, bên này California của Mỹ thì vấn đề mà bản quyền tác quyền thì bị họ rất là khó về những cái vụ họ soi rất kỹ. Nên mình chỉ cần hôm trước chỉ cần bỏ một cái nhạc vừa bỏ lên là bị flag liền. Thì vẫn biết là cũng có nhiều cái yếu tố làm cho chương trình nó hấp dẫn hơn, nhưng mà xin phép với quý vị là tụi em không dám. Tụi em bỏ không được. Cảm ơn các bạn đã góp ý kiến. Cảm ơn các bạn quan tâm rất nhiều.
Không biết đâu sau chương trình của mùa giải này thì mùa giải tới anh Hiệp được nhiều mạnh thường quân ủng hộ thì mình có thể mình bắt đầu đi nghĩ tới chuyện đi mua bản quyền để sử dụng cái đó, cái đó ông chủ bà chủ biết đâu được ha, ông chủ bà chủ được sao cái giải này ông chủ bà chủ có nhiều cái hợp đồng béo bở hơn, cũng có thể có nhiều show hơn rồi July 4 này thì tụi em có mấy cái bì thư nó nặng hơn chẳng hạn vậy rồi thì nói chung là cũng cảm ơn các bạn đã góp ý kiến về những cái về hình ảnh Eric và Cinema Studio cùng với anh Thế và anh Hoàng Long, Đen Huy cũng biết cái vụ đó, cũng muốn lắm, cũng rất là muốn cho những hình ảnh nó xôn tụ chứ ai mà ngồi coi mấy cái mặt này nói hoài người cũng chát, nhưng mà sorry không có làm được là tại vì cái chương trình của mình thì cũng là bạn bè với lại những người mà mình quen biết yêu thương, thì cũng cảm ơn sự yêu thương quan tâm của quý vị. Thì chắc ngày mai là một trận banh mà Mai Thi Thế không phải là chờ ở trận đấu 9 giờ mà chỉ chờ ở trận đấu 12 giờ. Liệu có Mikataze, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới, hay là Mama De Ville có thể là giữ sạch lưới hay không? Thì là đó là một trận banh mà Mai Thi Thế nghĩ rằng rất đáng xem. Và trước khi khép lại chương trình thì Mai Thi Thế, Eric Hiệp cũng như Hoàng Long luôn chúc quý vị sức khỏe và chuẩn bị có một mùa lễ rất vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mời Hoàng Long. Thì trước khi dứt lời thì Hoàng Long xin cảm ơn có những người theo dõi chương trình và đóng góp ý kiến xây dựng, và có cái hình như là cái show vừa rồi á có một khúc nó bị black out thì thật sự là Hoàng Long rất là cảm kích những cái sự chi tiết và theo dõi chương trình rất là kỹ và đóng góp để anh em làm chương trình mỗi ngày mỗi thành công hơn và hoàn chỉnh hơn. Thì Hoàng Long cũng cái xin đó cái đó về technical thì cái đó là lỗi của Eric. Thì không biết tại sao mà upload lên cái khúc đó thì mất, nó bị blackout. Nhưng Eric hôm nay đã sửa lại và đã upload lại cho nó hoàn chỉnh hơn. Thì xin lỗi các bạn. Rồi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.